Nhà ơi, hôm nay sỉ đặc sản vừa mới lên rất là nhiều củ hủ dừa sấy khô để giao cho khách sỉ nè. Thì hôm nay là shop vừa mới lên 50 kg củ hủ dừa sấy khô để giao cho khách. Thì trong cái đơn hàng này nè, thì khách sỉ của shop đã đặt hai cái loại túi, là cái loại túi 500 g. Chứ cả nhà mình thấy đây nè, shop đóng cái túi 500 g hút chân không như vậy nè cả nhà. Và ngoài ra thì shop, khách sỉ của shop cũng đặt là cái túi 50 g. Thì cả nhà mình thấy đây là cái túi 50 g nè cả nhà. Thì đối với hiện giờ á, thì ngoài cái túi 50 g và túi 500 g, thì shop cũng có nhận đóng theo yêu cầu là túi 100 g, 200 g và 250 g nha cả nhà. Thì hiện giờ thì shop đang bán sỉ là một cái thùng là 5 kg như vậy nè cả nhà. Thì đối với cái loại củ hủ dừa sấy khô này á, thì cái thời hạn sử dụng nó là tới 12 tháng lận, do đó rất là thích hợp cho mình để mua đi bán lại ha. Thì hiện giờ thì shop đang nhận rất là nhiều đơn hàng về củ hủ dừa sấy khô, thì shop rất là mong nhận được đơn hàng của cái nhà mình về cái loại củ hủ dừa sấy khô là đặc sản của Bến Tre ha. Cảm ơn cả nhà.